Nga bao vây trào lửa Abdiivka, Ukraine chật vật tuyển quân, Ngân hàng Thế giới cho kiếp vay 1,1 tỷ đô la Mỹ. Theo phía Ukraine tại Abdiivka, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực bao vây mặt trận được mệnh danh là Bắc thứ hai. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, các hoạt động tấn công của Nga ở phía đông Keramin, Novo Bắc Stepove và Abdiivka thuộc Donetsk đều không thành công. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công trong khu vực trước đó ông vitali barabas người đứng đầu chính quyền quân sự abdipka cho biết lực lượng nga đã triển khai xe bọc thép nhắm mục tiêu vào khu công nghiệp và tấn công các vị trí trong thành phố abdipka theo bộ quốc phòng anh các lực lượng nga có thể đang ở gần nhà máy than đây được cho là vị trí chiến thuật quan trọng gần con đường chính dẫn đến abdipka hiện nga chưa bình luận về thông tin này trong một diễn biến khác, theo CNN, trong ngày 19 tháng 11, tướng Valery Zalukny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng việc tuyển và huấn luyện các tân binh đang trở thành một thách thức nghiêm trọng với Kiev. Khi cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, khả năng luân chuyển binh lính sẽ hạn chế. Ngoài ra, việc luật pháp có những lỗ hồng để trốn nhập ngũ ngày càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn, ông Zalukny nói. Tổng tư lệnh Ukraine khẳng định nước này cần nhiều binh sĩ hơn và họ phải huy động trong một thời gian ngắn nhất. Bình luận của ông Zalukny được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột sắp kết thúc năm thứ hai và Ukraine cần nhân lực để tiếp tục chiến dịch phản công trước Nga, quốc gia có dân số đông gấp 3 lần họ. Theo CNN, một vấn đề khác khiến việc tuyển quân ở Ukraine trở nên khó khăn là nhiều người cảm thấy nhụt chí khi biết phải thực sự ra tiền tuyến. Mức lương quân đội là 20 đến 30 000 UAH, từ 550 đến 830 đô la Mỹ trên một tháng, hoặc có thể lên tới 100 000 UAH, 2.750 đô la Mỹ trên một tháng, nhưng không đủ hấp dẫn nếu bạn bị điều động tới khu vực giao tranh. Một sĩ quan Ukraine tiết lộ. Theo Reuters, trong ngày 19 tháng 11, Thủ tướng Ukraine Denis Migan thông báo, Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản vay trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ với Kiev. Số tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích xã hội giáo dục, y tế và các ưu tiên khác. Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác với khoản vay dự kiến lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới, ông Migan cho biết.